Dạ vâng, như em đã từng nói đấy, dù mưa bão cũng không hề ảnh hưởng gì đến cái hành trình chúng em đi bàn giao cấu hình combo. Và đây là một cấu hình combo của anh Hưng, anh ở lô 3 T2, khu ngoại giao đàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cấu hình G6000, cấu hình này cực kỳ VIP, cấu hình này trên 30 triệu đồng cơ. Ồ, anh để cho em một chỗ để em để con súp, súp to lắm. Anh cố gắng cho em nhá, vì họ đang gấp. Vâng, lên xe cái là anh gọi luôn cho em. Thời tiết bắt đầu xe lạnh. Thời tiết này thì đúng là ở nhà làm vài xị xong thì lai dai nghêu ngao trên một bộ dàn âm thanh phải là chính chủ của mình thì đúng là hết bài luôn anh em ạ. Và cũng trong video này em cũng xin đăng lên kênh để làm lưu giữ lại kỷ niệm, cũng như là em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh em đã ủng hộ bên Zika chúng em, cũng như gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bác khách hàng này, đó là anh Hưng. Anh Hưng có số đuôi điện thoại là 202 ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chúng em rất là cảm ơn ạ. Để cái khoảng trống để tí nữa để ấy, để súp. Đấy, cho cái đấy lên trên. Anh nhớ đếm kiện hàng nhá. Một đôi loa, một súp, mấy bộ dàn đấy. Còn súp nữa anh, con súp. Còn con súp to nữa. Hôm nay chắc là xong rồi, anh về nhà em. Để gọi em xuống cổng như mọi lần. Okay. Thường thì anh kỹ thuật này đi giao hàng là toàn tối đêm mới về. Thường. Đây anh ơi. Nhớ đủ kiện hàng cho em nhá. Ok, chúc anh kỹ thuật lên đường may mắn. Và cũng chúc cho bác chủ nhân chính chủ của bộ combo này ca hát vui vẻ. Và chúc các anh em thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.